Một cái kiểu môi nữa này, một cái kiểu môi nữa là cái môi của bạn ấy, cái đường viền ở môi trên của bạn nó tạo thành cái đường cong. Nó tạo thành cái đường cong nhé, nó tạo thành cái đường cong. Thì ở ở cái đoạn trên thì mình nói là tạo thành một cái đường, mà thành cái đường chữ V là cái đường góc nhọn, nhưng mà ở đây lại tạo thành cái đường cong đấy. Các bạn để ý nhá, các bạn để ý, nếu như bạn nữ nào mà có cái môi ấy, cái đường viền môi trên của bạn ấy mà nó tạo thành cái đường cong, thì các bạn là những cái người, phải nói các bạn là những người rất tốt bụng, các bạn thường là những người rất từ bi, các bạn là những người nhạy cảm, và các bạn thường là những người ấy, các bạn cứ yên tâm là trong cuộc sống các bạn gặp nhiều may mắn lắm. Trong công việc hay là trong bất cứ cái gì, bạn đều là những người dễ thành công, dễ thuận lợi. Trong hôn nhân cũng thế, trong hôn nhân bạn cũng là cái người mà có cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc. Các bạn là những người hay quan tâm, hay yêu thương, hay giúp đỡ người khác. Nói chung cái cuộc đời các bạn cũng gặp khá là nhiều may mắn. Các bạn là người, nói chung các bạn là những người tử tế, các bạn là những người tốt. Các bạn là những người, nếu như mà các bạn ở ngoài đời, các bạn gặp những cái người nào, gặp những cái hoàn cảnh nhá, mà nó khó khăn, nó vất vả như thế nào, các bạn thường là những người ra tay, các bạn giúp đỡ. Các bạn không nề hà cái gì, cái tâm của các bạn rất là tốt. Nói chung, các bạn đều là những người rất may mắn trong cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Cái video hôm nay thì mình chỉ nói về cái tướng môi của phụ nữ thôi. Mình nói về cái tướng môi. Các bạn nhìn, các bạn xem cho nó đơn giản. Nếu mà để mà nói về cái tướng miệng ấy thì nó có rất nhiều. Nó sẽ có rất nhiều. Ví dụ như là miệng to, miệng nhỏ, miệng rộng, miệng bé, miệng hẹp, miệng vuông, miệng tròn, đúng không? Miệng túm, miệng thổi lửa, miệng móm, hay là miệng méo, miệng cao, miệng thấp, miệng vở, hay là đủ các loại miệng. Nếu như mà để và nói về cái tướng miệng thì nó sẽ rất là nhiều cái tướng miệng. Nhưng nếu để mình chia sẻ về cái tướng môi ý, thì nó rất đơn giản. Nghĩa là các bạn hôm nay các bạn xem trong cái video này ý, các bạn nhìn về cái môi của các bạn ấy. Các bạn xem là cái môi của các bạn là cái môi của các bạn nó có đều nhau hay không này. Môi trên dài hay là môi dưới dài này, môi trên to hay là môi dưới to, môi trên dày hay là môi dưới dày. Cái môi của các bạn nó cong hay là nó không cong, cái môi nó hình trái tim hay là như thế nào, đại loại là như vậy. Đại loại là hôm nay bạn xem, bạn chỉ xem về cái môi của các bạn thôi. Nếu như bạn nữ nào mà có cái kiểu, có cái dáng môi mà như trong video hôm nay mà mình chia sẻ, các bạn sẽ là cái người mà may mắn, các bạn sẽ là cái người mà kiểu như là các bạn có cái số mà số giàu sang, kiểu là như vậy. Và hôm nay thì mình cũng nói, khi mình nói về cái tướng môi của các bạn ấy, thì mình cũng nói một vài những cái người ta gọi là cái tính cách, những cái tính cách cơ bản, những cái tính cách cơ bản của cái dáng môi của các bạn. Và có một cái điều rất là thú vị là như này nhá, mình sẽ tiết lộ với các bạn một cái bí mật là như thế này. Nghĩa là nhá, các bạn hãy nhìn vào cái ở cái môi, ở cái phần giữa môi trên của các bạn ấy, các bạn xem là các bạn có cái chấm như kiểu là cái hạt hạt đỗ hay là hạt gạo ấy, nó nằm ở cái môi trên của các bạn ấy. Nó có một cái hạt. Các bạn xem là nếu các bạn có cái hạt ở cái phần giữa môi trên các bạn nhé, thì hôm nay bạn nào mà có cái hạt đó thì hôm nay mình sẽ tiết lộ một cái bí mật như thế này về cái người mà có cái hạt ở trên môi, có cái hạt như hạt gạo hay là hạt đỗ, nó tròn 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 tròn, nó nằm ở trên môi. Các bạn chú ý đón xem. Như các bạn cũng biết, nghĩa là cái thời gian gần đây thì rất nhiều bạn, nói chung là rất nhiều bạn là các bạn hay đi, các bạn tiêm
những cái chất gì đó vào môi, để cho môi nó mọng lên đúng không? Bạn tạo cái kiểu dáng, tạo cái kiểu dáng môi. Thì mình nói với các bạn là như thế này nhá, mình chỉ nói với các bạn là như này thế này, cái tướng môi của một người ấy, nó đẹp nhất là nó phải đi theo với cả cái dạng, cái bộ tướng của các bạn. Nghĩa là các bạn là như thế nào thì cái môi của các bạn nó phải là như thế, thì nó sẽ là chuẩn cách nhất, nó sẽ là hợp lý nhất. Mình nói với các bạn là như thế này, cái gì trong nhân tướng hay là trong tướng số, cái gì hài hòa nó sẽ là tốt nhất. Bây giờ nói như thế này để cho các bạn dễ hình dung này, cả một cái khuôn mặt của các bạn ấy mà các nét tướng nó không đẹp nhưng nó nổi bật lên một cái nét tướng nào đó nó đẹp, lập tức nó phá tướng liền, lập tức nó trở thành xấu, nó trở thành xấu. Ví dụ như là những cái người, có những cái người bạn nhìn vào cái là bạn nhìn vào cái khuôn mặt người ta cái là bạn nhìn thấy rõ là cái người này cái mũi nó to nhất, tự dưng mình nhìn vào phát là mình nhìn như như kiểu mình nhìn thấy cái mũi của họ luôn ấy. Chứ còn các cái đường nét xung quanh từ tai mắt mày hay là má hay là cằm nhìn nó rất là nhỏ bé, nhìn thấy cái mũi, người ta gọi là cái tướng này, người ta gọi là cái tướng cắm, nghĩa là cái mũi người ta cắm vào khuôn mặt nó không hài hòa, nó không đều, nó không đẹp. Hoặc là cũng có những cái người mà các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn và đập ngay vào mắt các bạn ấy là cái đôi tai, cái đôi tai tự dưng nó lại to, nó vểnh, nó to khác thường, nó to khác thường, mặt thì bé, các cái bộ vị thì bé, mọi thứ nó bé, mỗi cái đôi tai nhìn nó to to đùng ra, không tốt, nó lại là xấu ấy. Chứ không phải là cứ tai to là tốt đâu, nó phải đi theo bộ vị nữa đúng không? Các bạn cứ hình dung ra đi. Hoặc là những cái người nhá, có những cái người tất cả các bộ vị nhìn nó to, nhìn từ cái trán mũi to này, trán to này, cằm to này, nhưng cái miệng thì lại bé tí, cũng đều là không tốt. Thì mình liên tưởng đến là những cái người cái môi như thế thôi, cái khuôn mặt của các bạn mọi thứ nó mỏng manh, nó mỏng manh đúng không, mọi thứ nó mỏng manh, nhìn nó nhẹ nhàng, nó mỏng manh, nó thanh thoát từ tất cả những cái đường nét. Các bạn đi, các bạn tiêm cho cái môi của các bạn đi, nó mọng lên, các bạn tiêm cho cái môi của các bạn nó dày lên, nó mọng lên. Mình nói là không tốt, là không tốt, các bạn anh nhớ là không tốt, nó không hài hòa. Mình nói nhá, nếu như mà nó xấu mà nó hài hòa, nó vẫn tốt hơn là nó nổi trội, nó đẹp mà nó nổi trội. Như kiểu là áp dụng ngoài đời thì người ta hay có cái câu là như thế này này, xấu đều còn hơn là tốt lòi, kiểu là như vậy. Cái kiểu là như vậy, cũng giống như là cái kiểu như là người ta ở ngoài đời người ta vẫn hay nói cái câu là không sợ ấy, không sợ cái người xấu mà chỉ sợ cái người mà giả vờ tốt. Thì các cái nét tướng ở trên khuôn mặt bạn cũng vậy, tự dưng nó đang hài hòa, nó đang bình thường, các bạn làm cho một cái nó nổi trội, nó không cân bằng, nó không cân xứng, nó không cân xứng với cả cái tướng, cái khuôn mặt của bạn. Mà mình còn nói với mình nói các bạn là như này, nhiều bạn ấy, nhiều bạn bạn đi thẩm mỹ rồi bạn đi tiêm cái này cái nọ, bạn làm cái khuôn mặt của các bạn ấy, bây giờ nhìn khuôn mặt của các bạn đang có những cái nét này nét kia, nhìn nó đang có một cái gì nó là biểu cảm đúng không, nhìn khuôn mặt rất có duyên, mặc dù nó không cần phải là quá đẹp thế này thế kia nhưng nhìn nó vẫn có hồn có duyên. Bạn đi bạn làm thế nào mà nhìn cái mặt của bạn nó như là con búp bê, nhìn nó như búp bê, nhìn nó không biểu cảm một cái gì, nhìn nó cứ đờ đờ đẫn đẫn. Mình nói những cái bạn mà có cái kiểu khuôn mặt như thế, các bạn là những cái người các bạn không làm cái gì thành công được đâu, các bạn không có lộc đâu. Các bạn làm như thế thì các bạn đang biến mình trở thành một cái con búp bê, hoặc là như một cái kiểu như là một cái bông hoa mà không có hương ấy, một bông hoa mà không có hương, có sắc nhưng không có hương ấy. Thế nên ý, mình nói cái gì thì cái, các bạn vừa vừa phải phải thôi, các bạn làm đẹp ok, các bạn làm đẹp là cái rất tốt, cái nhu cầu rất tốt, nhưng các bạn hãy hiểu một cái điều là như thế này, các bạn phải biết
các bạn phải biết là cái khuôn mặt của mình, cái bộ tướng của mình nó là như thế nào, mình làm đẹp nó ở cái giới hạn như thế nào. Đừng bao giờ để làm đẹp theo một cái nét tướng nào mà nó tự dưng nó nổi trội hẳn lên. Các bạn làm như thế nó phá tướng các bạn. Mà mình nói nếu như mà cái tướng mà bị phá ấy, chắc chắn là các bạn không may mắn, không thuận lợi, không suôn sẻ. Cuộc sống các bạn không bao giờ suôn sẻ, thay không bao giờ thành công, không bao giờ may mắn đâu. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. À mà hôm vừa rồi thì cũng mình tiện đây mình nói có một cái bạn khán giả, bạn nam giới thì bạn có cái nốt ruồi mà nó nằm ở bên trái cằm này này. Bạn hỏi là mình có nên là anh cho em hỏi là em có cái nốt ruồi ở đây ở cằm thì em muốn tẩy đi. Em muốn tẩy đi. Ừ, thì anh cho em hỏi là có nên tẩy hay không? Thì mình thấy cái ảnh đại diện của bạn ấy thì mình nhìn mình thấy có cái nốt ruồi ở bên trái, cằm bên trái. Bạn này thì sáng sủa đẹp trai, nhìn nhìn sáng sủa đẹp trai có cái nốt ruồi bên trái thì mình nói các bạn nhé, rất đẹp, không nên tẩy, bởi vì những cái người có cái nốt ruồi ở cằm ấy, thường thường rất là có lộc. Nếu như bạn nam này mà cái nốt ruồi của bạn nằm ngay chính giữa cằm ấy thì mình sẽ khuyên tẩy, bởi vì những cái bạn nam mà có cái nốt ruồi mà nằm ở giữa cằm ấy thì thường các bạn là những cái người mà cũng có nhiều nhiều tài lắm, nhiều lộc, nhiều may mắn, nhưng mà đôi khi các bạn mà không cẩn thận ấy, không giữ gìn cái thời trẻ các bạn ấy, các bạn những cái thời trẻ của các bạn mà các bạn hưởng cái lộc cái phúc của các bạn quá nhiều ấy, các bạn chơi bời hay là các bạn hưởng, các bạn tiêu xài hoang phí thì về già các bạn rất khổ, thường thường là như vậy. Thì nếu như có cái nốt ruồi giữa cằm thì mình cũng khuyên là nên tẩy và nên thay đổi cái tính cách thì là ok. Nhưng mà còn cái nốt ruồi các bạn nằm ở bên trái cằm hay là bên phải cằm ấy, nam giới ấy, ok các bạn cứ để rất tốt. Hơn nữa nhá, mình nói là thế này này, cái người đàn ông ấy, cái người đàn ông kể cả là cái người phụ nữ, nghĩa là nhìn vào cái khuôn mặt của người ta ấy, nó phải có cái nét đẹp, có cái nét không đẹp. Đừng bao giờ làm một cái gì mà người ta bảo là đẹp không tì vết. Mình nói nhá, cái khuôn mặt ấy nó phải có những cái khuyết, nó có cái ưu điểm và có cái khuyết điểm thì nó mới thực sự là đẹp. Cái vẻ đẹp đấy nó mới là đẹp thật sự. Mà nhìn nó thật, nhìn nó đẹp, nhìn nó mộc mạc, nhìn nó đẹp. Các bạn cứ để ý đi. Hơn nữa nhá, một cái người đàn ông ấy mà mặt mà cứ nhẵn thín nhìn đẹp long lanh, nhìn sáng sủa, nhìn không tì vết, đẹp như kiểu là thư sinh ấy, thì các bạn sẽ không có lộc đâu. Nhìn nó không có cái gì vững vàng, nhìn nhìn nó yếu đuối, nhìn nó không có sức mạnh. Con người ta phải có cái này có cái kia thì khi mà gặp nhìn mặt nó phải xù xì, là nó nhìn mặt nó phải xù xì, nhìn mặt nó phải bản lĩnh. Khi mà vào việc, khi mà gặp bất cứ cái việc gì thì mình cũng có thể là mình giải quyết được, ứng phó, ứng biến được, biết cách giải quyết. Chứ còn đàn ông mà nhìn mặt mà cứ đẹp như diễn viên điện ảnh thì các bạn đi đóng phim, các bạn đi đóng phim mà đi đóng phim không cẩn thận là cạnh tranh, là cũng không cạnh tranh nổi với người ta, bởi vì đầy người đẹp chẳng hạn là như vậy. Tóm lại các bạn có cái nốt gì, có cái sẹo gì, có cái mờ, có cái điểm gì mà nó khuyết, các bạn cứ để nguyên, càng mộc mạc càng tốt, nhất là đàn ông, nhất là đàn ông mình nói. Ừ, còn phụ nữ thì đôi khi là, mà nhiều bạn nữ thì mình cũng khuyên là các bạn có cái nốt ruồi gì hết nhỉ, là bạn cứ để nguyên. Mặt mà có những cái nốt ruồi mà nó tự nhiên nó nhìn nó cũng rất là đẹp, thậm chí nhìn nó rất là thật, nhìn nó ấy sang ấy, nhìn cái đức tính của các bạn nó là một cái con người mà kiểu như là chân thật ấy. Chứ mặt mà cũng không tì vết mà cũng nhẵn nhụi cái gì nó cũng đẹp quá ấy, cũng không đẹp. Cái nếp nhăn nó có cái đẹp của cái nếp nhăn, mà cái nốt ruồi nó có cái đẹp của cái nốt ruồi. Tất cả những cái gì tự nhiên bao giờ nó cũng là đẹp nhất. Đấy, thì nói sơ qua là như vậy. Nói sơ qua là như vậy. Bây giờ các bạn lấy gương ra nhé. Các bạn nữ, các bạn lấy gương ra, các bạn xem đi. Các bạn xem cái môi của bạn ấy, xem môi các bạn là có những cái đặc điểm như thế này hay không. Mình sẽ nói về cái tính cách, mình nói cơ bản thôi. Hôm nay cái tướng môi của phụ nữ mình sẽ nói cơ bản thôi. Ừ, để các bạn biết, vừa cơ bản vừa dễ hiểu, các bạn cũng vừa biết được bản thân mình. Cái đầu tiên này, cái nét môi đầu tiên này, cái nét từ môi đầu tiên này, các bạn nữ các bạn xem là cái môi trên của các bạn nó có lớn hơn cái môi dưới hay không.
Các bạn để ý đi, cái môi trên nó lớn hơn môi dưới. Mình nói với các bạn là như này nhá, cái môi trên, cái chuyện mà lớn hơn ấy nó không giống với cả cái chuyện mà nó dày hơn. Nó lớn hơn là như thế nào? Nó lớn hơn là ở cái kích thước nhá, kể cả là cái chiều cao hay là cái chiều dài, chiều rộng cho đến cái chiều cao, nó đều lớn hơn, nó to hơn, nó lớn hơn, nó dài hơn, nó rộng hơn, đại loại là nó lớn hơn cái môi dưới. Thì đây là cái tướng môi lớn lên, đây là cái tướng môi trên, nó lớn hơn cái môi dưới. Chứ còn nếu mà nói về cái môi mà nó dày hơn ấy, thì đôi khi cái kích thước đấy, cái kích thước cái bề ngang ấy thì nó bằng nhau, nhưng nó chỉ là cái độ mà dày hơn là ở cái chiều cao thì nó lại là một cái tướng kiểu khác. Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Các bạn hãy hình dung, bạn nào nhá, bạn nữ nào mà có cái môi trên ý mà nó lớn hơn cái môi dưới ý. Các bạn thường là những cái người thành công trong cuộc sống. Những cái bạn này thì các bạn đều là những người mà có cái cá tính khá là mạnh. Các bạn là người có cá tính, các bạn là cái người mà kiểu như là thích thể hiện, nghĩa là thích kiểu như là thích làm cho mình nổi bật. Các bạn là cái người mà có cái tài kiểu như là thu hút cái sự chú ý của người khác ấy. Các bạn cũng là cái người mà sôi động, cái kiểu là như vậy. Nói chung ở các bạn ấy, các bạn là những cái người mà vui tính, các bạn là những cái người có cái khả năng mà thu hút cái sự chú ý của người khác. Những cái bạn mà môi trên mà nó lớn hơn ấy. Đôi khi các bạn cũng là cái người mà có cái người ta gọi là có cái cá tính, có cái tôi nó lớn, có cái bản ngã, có cái tôi nó lớn. Nhưng mà nói chung ý, là những cái người mà có cái môi trên mà nó lớn hơn cái môi dưới ý, những cái người này họ thường là những người rất thành công. Là những người có cái vận mệnh khá là tốt, họ dễ trở thành những cái người mà nổi tiếng. Các bạn cứ để ý nhé, các bạn cứ để ý cái người phụ nữ ấy. Thực ra các bạn hãy nhớ là như này này, những cái người phụ nữ mà người ta dễ thành công ấy, những cái người phụ nữ mà người ta có kiến thức ấy, người ta là những cái người mà ưa nói nhiều, người ta hay nói lắm, người ta hay nói lắm. Cái người phụ nữ có kiến thức là cái người mà hay nói nhiều, thích nói chuyện, hay nói nhiều. Các bạn hãy nhớ đấy. Nhưng mà cái người đàn ông là cái người mà có kiến thức ấy, cái người giỏi ấy, thì đôi khi ấy, họ lại là những cái người ấy, lúc thì họ không nói một cái gì. Có thể là hàng một thời gian dài họ không mở tiếng, không mở miệng, họ không lên tiếng, nhưng khi mà họ cần nói, họ có thể họ nói từ sáng tới chiều. Đấy là cái người đàn ông giỏi, cái người đàn ông có kiến thức thì lại là như vậy. Nhưng mà còn cái người phụ nữ mà có kiến thức, các bạn hãy nhớ những cái người này thì họ là những người hay nói lắm. Hay nói, hay hỏi, hay nói, những cái người thông minh thì thường là như vậy. Bởi vì khoa học người ta cũng nghiên cứu rồi. Người ta nghiên cứu là những cái người phụ nữ ấy, khi mà họ mà nói được ra, họ nói được nhiều ấy, cái từ ngữ mà họ nói được nhiều ấy, thì cái sự căng thẳng ở trong đầu họ sẽ được giải tỏa. Họ buộc mỗi một ngày họ phải nói nhiều thì bao giờ nó được giải tỏa, cái căng thẳng nó được giải tỏa, mà hơn nữa cái đầu óc của họ nó thoải mái, nó nhẹ nhàng ấy, thì nó sẽ thông minh hơn, nó sẽ sáng suốt hơn, bao giờ cũng thế. Thế nên các bạn thấy là những cái người phụ nữ hay nói nhiều hơn đàn ông, đấy là cái chuyện bình thường. Các bạn nên khuyến khích, bởi vì khi họ nói được ra thì họ sẽ cái tính tình của họ sẽ dễ chịu. Đấy, thế đại loại là như vậy. Thế còn cái người phụ nữ như mình nói nha, mình lại nói là những cái người phụ nữ mà cái kiến thức mà nó ít ít, thì đôi khi họ lại là cái người mà kiểu như là họ không nói đâu, họ kiểu như là hay ít nói ý. Phụ nữ mà ít nói hay là nhút nhát hay là không có cái gì để nói hay là như thế này thế kia ấy, thì thường thường là ở họ ấy, thì cái kiến thức của họ nó hạn chế. Các bạn hãy nhớ đấy, đa phần là như vậy. Nhưng mà trừ những cái trường hợp mà phụ nữ mà kiểu như là người ta có thể người ta nói được nhiều, nhưng có những cái lúc mà người ta không nói,
người ta dùng sự im lặng để mà nó hợp lý hơn trong hoàn cảnh, trong môi trường, trong giao tiếp với từng người thì lại là một chuyện khác. Đại loại là cái bạn nữ nào mà khi bạn gặp những cái người mà bạn cần nói chuyện hay thế này thế kia ấy, bạn là cái người mà nói được nhiều, bạn hay thể hiện, bạn thể hiện những cái câu hỏi, hay là bạn kiểu như là có hứng thú, bạn muốn tìm tòi, muốn học hỏi, muốn tìm hiểu, muốn chia sẻ. Bạn hay bộc lộ cái cá tính, cái tôi của mình, cái quan điểm của mình ấy. Bạn đều là những người rất dễ thành công. Bạn đều là những cái người phụ nữ thông minh và có kiến thức. Thì ở đây thì cái người mà cái môi trên mà nó lớn hơn cái môi dưới ấy, họ cũng là cái kiểu như vậy. Và những cái người này họ là những cái người mà có cái vận mệnh khá tốt. Họ là những cái người mà trong công việc, trong cuộc sống, họ là những người mà rất dễ thành công. Nhưng mà tuy nhiên thì là như thế này. Tuy nhiên thì là ở những cái người phụ nữ mà có cái môi trên mà lớn hơn môi dưới ý, thì trong cái vấn đề mà hôn nhân ý, trong cái chuyện tình cảm thì nhiều khi là những cái người này chưa được thuận lợi đâu. Trong cái vấn đề trong lĩnh vực hôn nhân ý. Đấy, các bạn hãy để ý cái điều đó. Còn trong công việc ý, trong công việc thì giữa đồng nghiệp, giữa cấp trên, cấp dưới, hay là giữa những cái người mà ở trong công ty, nói chung là với đồng nghiệp ý, thì các bạn lại là những cái người mà được mọi người tôn trọng, quý mến, được mọi người yêu quý. Công việc đường đời các bạn dễ thành công. Trong hôn nhân thì chưa được thuận lợi. Đấy. Một cái kiểu môi thứ hai này. Các bạn nữ nào mà có cái môi cong nha, các bạn để ý đi. Các bạn để ý xem là các bạn môi các bạn có cong hay không. Thì rất là nhiều người cứ có cái câu hỏi là cái môi cong nó tốt hay là nó xấu. Nếu như mình nói nếu như tốt hay xấu ấy, đôi khi nó có phải dựa vào cái chuyện mà môi của các bạn nó mỏng hay là nó dày hay là như thế nào. Nhưng mà đa phần những cái người nha, mình nói những cái người mà có cái môi kiểu như là môi cong ấy, mình nói chung thì các bạn đều là những cái người mà khá là khéo léo, khá là khéo miệng. Các bạn là những cái người khéo miệng, các bạn là những người rất thông minh đấy. Các bạn là những cái người phải nói, các bạn là những cái người trong cái giao tiếp của các bạn ấy, các bạn khéo léo nhá, các bạn biết cách ứng xử, các bạn khéo léo trong giao tiếp, các bạn bạn ăn nói, cái, bạn là cái người mà có cái tài ăn nói. Bạn là cái người mà có tài ăn nói. Và ấy, những cái người phụ nữ mà môi cong ấy, mình nói nhá, các bạn là những người rất đào hoa đấy. Những cái người phụ nữ môi cong thì đào hoa lắm. Những cái người này thì họ là những người đào hoa, họ là những người mạnh mẽ. Nói chung phụ nữ môi cong thì thường là kiểu như là sắc sảo. Có một cái gì đó rất sắc sảo, mà có cái gì đó kiểu như là có một cái nét gì đó người ta gọi là đanh đá. Bạn cứ để ý xem, bạn cứ xem trong những cái bạn xem phim nhá, hay là bạn xem ở kể cả ngoài đời, có những cái người phụ nữ mà môi cong, khi mà họ cãi nhau, họ đánh đá lên thì cái môi họ nó vén lên, khi mà họ nói họ bức xúc một cái gì, môi họ nó cong lên, mà những cái lời ăn tiếng nói của họ mà nói đối phương ý, nhiều khi đối phương mà không có tài ăn nói ý, là bị những cái người môi cong nói cho là phải im đấy, nói cho là phải im đấy. Đấy, thế nói tóm lại là như này, những cái bạn mà môi cong ý, bạn nữ mà môi cong ý, bạn thường là những cái người có cá tính, bạn thường là những người mà khéo léo biết ăn nói, bạn thường là những cái người mạnh mẽ, và bạn là những cái người mà đào hoa, bạn là những cái người mà được kiểu như là khá nhiều người đàn ông thích. Thì mình vẫn cứ có một cái lời khuyên là như thế này, những cái bạn nữ mà môi cong ý, nếu như mà bạn ý là cái người đào hoa mà bạn biết kiểu như là bạn biết có cái năng lực mà từ chối, đúng không? Nghĩa là bạn chọn lọc cho nó chuẩn. Chọn lọc chuẩn rồi bạn phải biết dừng lại. Nghĩa là bạn phải biết thu mình lại. Đừng có phát ra nhiều cái hào quang, đừng có phát ra nhiều những cái kiểu như là cái đào hoa của mình ý. Thì bạn sẽ là ok hơn trong cái vấn đề mà tình duyên. Trong cái vấn đề mà hạnh phúc, trong vấn đề hôn nhân thì nó sẽ tốt hơn.
Chứ còn nếu như mà bạn là cái người mà không kiềm chế được cái đào hoa thế này thế kia ấy, thì nhiều khi ấy, nó cũng rất là chân chuyên. Đại loại là như vậy. Một cái kiểu môi nữa này. Một cái kiểu môi nữa là cái môi trên dày hơn môi dưới. Đấy thì ban đầu thì mình nói là cái môi trên nó lớn hơn môi dưới thì mình giải thích với các bạn rồi. Nhưng mà cái chuyện môi trên nó dày hơn môi dưới thì các bạn biết nó dày hơn là nó chỉ ở cái độ, cái góc độ mà cái độ dày độ mỏng thôi thì nó sẽ dày hơn môi dưới. Nhưng mà cái chiều dài của môi ấy, thì nó bằng nhau. Nghĩa là môi trên môi dưới nó sẽ bằng nhau về cái chiều ngang nhưng nó chỉ là dày hơn thôi. Đấy, nói thế để các bạn dễ phân biệt. Được chưa nào, nói thế để các bạn dễ phân biệt. Thì như thế này này, những cái người, những cái bạn nữ, những cái bạn gái mà có cái môi trên mà nó dày hơn môi dưới, các bạn thường là những người rất thân thiện. Những bạn này thì tính tình rất là hòa đồng. Nói chung các bạn thì là những cái người mà khi mà trong cái phong cách, trong cái giao tiếp của bạn, bạn cũng là cái người mà chân thành thôi. Những cái mối xung quanh của các bạn ấy, nói chung bạn là cái người sống kiểu như là cũng chân thành, cũng thường thường là được mọi người quý mến ấy. Thường thường là mọi người rất quý mến bạn trong công việc hay là trong cuộc sống hay là trong giao tiếp như thế nào thì mọi người bạn bè xung quanh, đồng nghiệp xung quanh là yêu quý bạn. Những cái người mà môi trên ấy, mà nó dày hơn môi dưới ấy. Nói chung ấy, những cái bạn này thì trong cái công việc các bạn cũng là những cái người mà dễ thành công. Nhưng mà tuy nhiên là như thế này, nếu nhá, các bạn nhớ, các bạn phải để ý một cái điều là như thế này này. Nếu như những cái bạn nữ mà cái môi trên mà dày hơn môi dưới ấy, mà cái đường viền môi của các bạn nó không rõ ràng ấy, cái môi trên mà nó dày hơn môi dưới mà nó không rõ cái đường nét, các bạn hãy nhớ, các bạn sẽ dễ kiểu như là những cái người không có cảm xúc, không biết bày tỏ cảm xúc. Các bạn dễ khi gặp cái vấn đề, các bạn dễ trở thành cái người bi quan, dễ tiêu cực, dễ đưa đến những cái quyết định mà kiểu như là sai lầm, mà các bạn dễ là những cái người mà rơi vào rắc rối. Nếu như mà các bạn mà rơi vào những cái nghịch cảnh, những cái biến cố. Đấy, thì các bạn cứ để ý là như vậy. Chứ còn mình nói là như thế này này. Nói chung ý, con người ta cái nét tướng gì thì nét tướng, nhưng mà ai cũng có cái ưu điểm, có cái nhược điểm. Cái quan trọng nhất ở đây là gì? Cái quan trọng nhất ở đây là mình biết cái ưu điểm của mình để mình phát huy, và mình biết cái nhược điểm của mình ý, để mình cố gắng là mình kiềm chế, mình hạn chế thì mình mới thành công được. Thì cái cuộc đời của mình ý, nó mới tốt lên được. Đúng không ạ? Chứ còn ai chả có cái điểm được, ai chả có cái điểm mạnh, ai chả có cái điểm yếu. Bạn mạnh về cái này nhưng mà người ta lại mạnh về cái khác. Đấy, thế nên ý, những cái bạn nhá, tóm lại là như này, những cái bạn mà môi trên mà nó dày hơn môi dưới, các bạn nếu mà các bạn mà rơi vào nếu mà cái đường môi trên, cái đường viền môi của bạn mà nó mờ ấy, khi mà các bạn rơi vào những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh ấy, các bạn dễ trở thành những cái người mà trầm cảm, các bạn dễ trở thành những người ngoan cố bảo thủ. Ừ. Nếu mà như vậy thì đôi khi là các bạn là hay kiểu như là đưa ra những cái quyết định mà nó sai lầm ấy, cái quyết định mà nó thiếu đúng đắn ấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng. Nhưng mà tuy nhiên là như thế này, được cái tuy nhiên là như này, những cái bạn môi trên ấy mà nó dày ở môi dưới ấy, các bạn thường là những cái người mà có cái mái ấm gia đình, có cái nghĩa là có cái vận hôn nhân khá là hạnh phúc, nghĩa là cái cuộc sống của bạn ấy nó lại rất là êm ấm về cái mặt mà hôn nhân, về mặt tình duyên thế này thế kia. Nó cũng là ok, đại loại như vậy. Mình bổ sung thêm một tí là như này, những cái bạn mà môi trên ý, mà dày hơn môi dưới ý, mặc dù các bạn là những cái người thân thiện hòa đồng, nhưng các bạn cũng là cái người đôi khi mình nói đôi khi là các bạn kiểu như là cái lời ăn tiếng nói của bạn ấy, khi mà các bạn tiêu cực lên ấy thì các bạn cũng là những cái người mà lời ăn tiếng nói của bạn nó cũng không được khéo léo, đúng không? Nó cũng kiểu như là
cái bày tỏ cảm xúc, những cái lời ăn tiếng nói của bạn đôi khi là nó không khéo léo khi mà các bạn gặp những cái kiểu như là nó bất mãn hay là những cái mà cái tiêu cực, thì cái điều này nó cũng làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ. Hơn nữa ấy, thì những cái bạn mà môi trên mà dày hơn môi dưới ấy, nếu mình nói nếu như các bạn ấy, các bạn lại có một cái may mắn là như thế này, nếu như các bạn làm đi theo cái con đường kinh doanh ấy, thì ở cái độ tuổi trung niên các bạn sẽ là cái người dễ thành công, nghĩa là cái ngoài 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi thì những cái người phụ nữ mà môi trên mà nó dày hơn môi dưới, các bạn rất dễ thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Đấy là cái năng khiếu của các bạn ấy, để các bạn hãy phát huy. Một cái tướng môi nữa, một cái tướng môi nữa của chị em là như thế này nhé. Bạn nữ nào, bạn nữ nào mà có môi, cái đôi môi các bạn là đôi môi dày, nhìn chung là môi dày, nhìn chung là môi trên môi dưới đều dày nhé. Bình thường nghĩa là cả hai môi đều dày dày. Thì là như thế này này, những cái bạn nữ ấy mà có cái tướng môi mà môi dày ấy, các bạn thường là những cái người rất thẳng thắn, rất thật thà, các bạn thường là những cái người mà hiền lành, các bạn thường là những cái người hiền lành. Thì mình nói là như thế này này, người ta cứ hay có cái câu là như thế này này: thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, đúng không ạ? Ừ, như mình nói cái câu này, các bạn hãy nhớ nhé, cái câu này nó là đúng đấy. Nó là đúng đấy chứ không phải là sai đâu. Nếu như các bạn là những cái người mà thật thà thẳng thắn mà các bạn cộng thêm cái hiểu biết ấy nhá, các bạn cộng thêm cái hiểu biết thì các bạn sẽ yên tâm là các bạn sẽ không sợ thua thiệt. Còn nếu như mà cái thật thà thẳng thắn của các bạn ấy mà nó thiếu hiểu biết ấy, đương nhiên cuộc sống các bạn sẽ gặp nhiều thua thiệt. Các bạn hãy nhớ đấy. Bởi vì như thế này, người ta vẫn cứ có cái câu là như thế này này: bạn thật với người tốt, với cái người, cái thật của bạn ấy giúp cho nhiều người nó tốt hơn thì đương nhiên sẽ là tốt. Chứ bạn thật với những cái người mà người ta làm hại bạn, người ta làm hại gia đình bạn, làm hại cơ quan, làm hại công ty, làm hại cái doanh nghiệp của bạn, làm hại cái tổ chức của bạn, làm hại đất nước của bạn, tuyệt đối bắt không được thật. Bạn phải biết cái gì nên thật, thật với ai, thật với ai, thật như thế nào, thật ở đâu, vào lúc nào, như thế nào. Chứ không phải là cái gì mà bây giờ bạn đang làm việc trong một cái công ty, đối thủ người ta muốn hỏi những cái bí mật kinh doanh của các bạn, bạn phun ra hết, bạn cho đấy là thật, bạn phun ra hết thì bạn vô tình là bạn giết cái công ty của bạn hay là với gia đình của các bạn thế thôi. Bạn sống trong gia đình như thế nào, chồng như nào, con như nào tất tần tật, bạn cứ đem ra, bạn bô bạn đem ra, bạn khoe rồi xong là bạn thật, bạn nói là những cái chồng của bạn là có cái ưu điểm gì, có cái nhược điểm gì bạn nói, rồi con của bạn, rồi bản thân bạn. Nói chung bạn là cái người, nếu như mình nói, nếu như mà là quá thật ý, mà cái thật của bạn ấy nó kém trí tuệ, kém thông minh ấy, thì bạn là cái người sẽ thua thiệt. Đấy là cái chuyện đương nhiên. Mà kể cả là cái chuyện thẳng thắn cũng vậy. Thẳng ấy đương nhiên là tốt, nhưng có những cái lúc lại phải cong chứ. Bây giờ bạn cứ bảo, người ta nói là cứng thì dễ gãy mà thẳng thì dễ đứt. Bây giờ có những cái lúc mà bạn mà, bây giờ nhá, mình chỉ nói đơn giản là như này, có một cái câu chuyện mình kể rất nhanh là như này. Có hai cái mầm cây nó nằm ở dưới đất. Thì cái mầm anh và cái mầm em, cái mầm anh ấy mọc thẳng lên. Và cái mầm em cũng mọc thẳng lên, nhưng cái mầm anh ấy lớn hơn trước mà. Thì mọc thẳng lên thì thấy cái tảng đá, như là vướng vào cái tảng đá ấy, thì lại không lên được nữa. Thì cái người, cái mầm cây em ấy thì mới hỏi cái mầm cây anh là: anh ấy, thế tại sao mà anh không lên nữa? Thì anh bảo là: đây có cái tảng đá nó nằm bên trên. Thế là xong, người em thì thông minh hơn, người em bảo là: anh ấy, thế anh mọc nó né sang một bên. Anh mọc né sang một bên để anh vươn lên đi. Thì người anh bảo: không, làm người thì phải sống cho nó thẳng, cho nó ngay thẳng.
cái người anh trả lời như vậy. Thế là xong cái người em thì cảm thấy là thôi, cái người em thì né sang một bên, bắt đầu đi lên để vươn lên. Thì mình nói sau một cái thời gian mà khi cái người em đi một cái đường nó cong cong, nó vòng vòng để né, để mà đi lên ấy, thì trồi lên khỏi cái mặt đất, bắt đầu là tiếp nhận cái ánh sáng mặt trời, quang hợp, thu nhận được cái năng lượng từ mặt trời, từ cái ánh nắng nhá. Thì bắt đầu cái cây, cái mầm cây em ấy, bắt đầu nó lớn lên, nó lớn dần dần, bắt đầu cái thân cây nó to ra, nó bắt đầu nó đẩy được cái tảng đá ra. Thì bắt đầu cái người em thì bắt đầu nghĩ đến cái người anh mà quá thẳng thắn, quá kiểu như là thẳng theo cái kiểu như vậy thì mới thương cho cái người anh. Giá mà cái lúc đó mà cái người anh ấy lại né sang mà như thế mà đi lên thì có phải là cái tảng đá nó không thành vấn đề gì nữa, mà mình vừa được cái sự sống, đúng không? Đấy, ý là như thế. Nói chung là cái câu chuyện là ý là như thế. Vậy nên ấy, mình nói là những cái người phụ nữ mà môi dày ấy, các bạn là những người ok, các bạn là những người thẳng thắn thật thà, nhưng các bạn hãy nhớ là cái gì, nó cũng phải là ở một cái giới hạn, ở cái mức độ nào đó. Các bạn phải nhìn được, các bạn phải bao quát được làm thế nào mà để cho cái ưu điểm của mình nó phát huy cái tác dụng nhiều nhất. Đừng để cho cái ưu điểm của mình lại là cái nhược điểm để người khác nhìn vào, người ta lợi dụng mình, để người ta làm tổn hại mình, để người ta làm ảnh hưởng tới mình, không những tới mình, tới những cái người xung quanh mình, tới những cái người thân xung quanh mình. Các bạn hãy nhớ đấy, không phải cái thẳng thắn thật thà nào cũng là cái tốt đâu. Nó cần phải có cái độ hiểu biết ở trong đó, cần phải có cái độ thông minh ở trong đó. Quay trở lại vấn đề, những cái người phụ nữ ấy, là những cái người mà môi dày ấy, họ thường là những cái người mà rất coi trọng tình cảm. Nghĩa là những cái người này họ là những người rất biết quan tâm người khác, rất coi trọng tình cảm. Đặc biệt là nói chung là những cái người mà kiểu như là biết quan tâm người khác, coi trọng tình cảm thì bao giờ họ cũng được, kiểu như là họ được những cái người xung quanh rất là yêu quý, rất là quý mến. Những cái đồng nghiệp, những cái bạn bè hay là tất cả những cái người xung quanh đều quý mến những cái người phụ nữ kiểu môi dày. Họ thì trong cái công việc hay là trong cái cuộc sống ý, thì họ thường là những cái người mà sẽ kiểu như là phát triển, nhưng mà ở cái góc độ mà phát triển nó từ từ, nó cứ đi lên, nó dần nó từ. Còn để mà nói về trong cái chuyện mà hôn nhân, trong cái chuyện mà tình cảm ý, trong cái chuyện hôn nhân ý, thì ok, thì cái cuộc sống hôn nhân của họ ý, thì nó cũng ở cái mức độ mà nó cũng thuần túy, nó đơn giản, nó bình thường, nó ít khi mà gặp phải sóng gió, đại loại là như vậy. Tóm lại là những cái người phụ nữ mà môi dày nha, thì các bạn là những cái người, các bạn biết các bạn có những cái ưu điểm của các bạn rồi, thật thà, thẳng thắn, biết quan tâm, yêu thương, trọng tình cảm thế này thế kia. Nhưng đôi khi các bạn hãy nhớ là ở đời, ở khi các bạn tiếp xúc với những cái người xung quanh ý, không phải ai cũng được như các bạn đâu. Nghĩa là không phải ai người ta cũng chân thành, chân tình, người ta suy nghĩ mà người ta là thế này thế kia, người ta tốt, người ta tử tế như kiểu suy nghĩ của các bạn. Có những cái người ta rất mưu mô, rất tính toán thế này thế kia, thì các bạn cũng không có cái tâm hại người, nhưng phải là những cái người mà có một cái sự cảnh giác. Các bạn tìm hiểu nhiều những cái kiến thức, nhiều những cái cách sống để các bạn tự bảo vệ lấy chính bản thân mình và bảo vệ chính bản và chính những cái người thân của mình. Đại loại là như vậy. Một cái kiểu môi nữa này, một cái tướng môi nữa này. Nghĩa là bạn nữ nào mà có cái môi ấy, cái môi trẻ, môi nó trẻ đôi ấy, cằm trẻ này, rồi môi trẻ này, thì những cái người phụ nữ có cái môi trẻ ấy, thế này này. Về cái môi trẻ thì cũng khá là nhiều những cái bạn mà bạn bình luận vẫn hỏi mình, anh ấy thích cái tướng môi trẻ thì là như thế nào? Ok, thì mình cũng đều trả lời. Thì như thế này, những cái bạn nữ mà bạn là cái người mà có cái tướng môi trẻ, các bạn thừa là những người rất thông minh,
các bạn thường là những người khá là nhiều tài năng, các bạn thường là những cái người mà rất có tài, các bạn là người thông minh. Và những cái bạn này nhá, bạn mà đi theo những cái con đường nghệ thuật ấy, ok. Những cái bạn mà có môi trẻ, bạn nữ có môi trẻ, bạn đi theo con đường nghệ thuật, bạn rất dễ thành công. Nghĩa là ấy, về cái mặt mà nghệ thuật của các bạn ấy, các bạn sẽ là cái người mà có cái năng khiếu nhất. Tuy nhiên là ở bạn ấy, cái gì bạn cũng có thể là bạn. Cái gì bạn cũng có thể là bạn thành công được, bạn cũng có thể là bạn kiểu như là thích nghi được. Bạn là cái con người mà kiểu như là có nhiều những cái tài năng hơn người. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là về cái lĩnh vực mà nghệ thuật ấy, các bạn là cái người rất dễ thành công nếu như các bạn đi theo cái con đường nghệ thuật. Chẳng hạn là gì? Chẳng hạn các bạn làm ca sĩ này, nhạc sĩ này, các bạn là những cái người diễn viên đóng phim này, hay là những cái người mà kiểu như là thiết kế thời trang này nọ, hoặc là các bạn làm người mẫu, làm MC, làm nhà văn, nhà thơ, đại loại là các bạn họa sĩ này. Nói tóm lại, các bạn đi theo con đường nghệ thuật, các bạn rất dễ thành công. Các bạn là những cái người tinh tế, các bạn là những cái người nhạy cảm, các bạn là những cái người mà có cái óc sáng tạo. Các bạn là những cái người bay bổng. Các bạn là những cái người, nói chung các bạn là những cái người mà có nhiều tài năng. Nói nôm na là các bạn là những cái người có tài năng. Và hơn nữa nhá, những cái bạn này nhá, cái bạn này mà để mà làm vợ các bạn cũng rất là tốt. Các bạn sẽ là cái người vợ rất đảm đang. Các bạn sẽ là cái người vợ rất biết chăm sóc gia đình nhà mình, biết chăm sóc chồng, biết chăm sóc con. Nói chung ý, các bạn là những người rất, các bạn là những cái người là kiểu như là cái người đàn ông nào ấy mà làm chồng các bạn ấy, các bạn chăm sóc, các bạn chiều chuộng thì thôi rồi luôn. Cái người đàn ông nào mà có được những cái người phụ nữ có cái môi trẻ ấy, thì khỏi phải nghĩ đến cái chuyện mà đi ra ngoài, không có tơ tưởng gì ở bên ngoài nữa, bởi vì cái người vợ ấy quá tuyệt vời. Rất tâm lý, rất biết chăm sóc, rất biết chiều chuộng. Đấy, những cái bạn nữ môi trẻ ấy, nói chung cái người phụ nữ mà môi trẻ, các bạn thường là những cái người vừa thành công ở sự nghiệp, các bạn lại vừa thành công trong cái lĩnh vực mà hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Bạn nào mà có cái môi trẻ ấy, xin chúc mừng các bạn. Bạn nào có môi trẻ, bạn để lại bình luận bên dưới cho mình nhé, để mình còn chúc mừng các bạn nhé. Mà nói chung hôm nay những cái tướng môi hôm nay, nếu như bạn nào ấy có cái tướng môi như thế nào, các bạn cũng để lại bình luận ở bên dưới cho mình, để mình còn chúc mừng các bạn. Một cái kiểu môi nữa các bạn để ý này. Bạn nữ nào mà có cái môi ý, cái môi trên, môi dưới nó bằng nhau. Nó bằng nhau. Nó bằng nhau thì nó bằng nhau, các bạn phải hiểu là như này này. Cho dù là các bạn là cái người môi dày thì môi trên và môi dưới nó đều dày bằng nhau, hay các bạn là cái người mà môi mỏng thì môi trên môi dưới nó cũng mỏng bằng nhau, hoặc là cái môi các bạn nó cũng mỏng, nó có hình dáng, nó có hình thù như thế nào, dài ngắn cao thấp như thế nào, nhưng nhìn cái môi của bạn, cái đôi môi của bạn ấy nó bằng nhau. Các bạn nhớ nhá, nhìn hai môi nó kích thước tất cả gì nó giống nhau, nó tương đương, nó bằng nhau ấy. Thì là như thế này. Những cái bạn nữ mà có cái môi mà nó cân xứng, mà nó bằng nhau, các bạn đều là những cái người, phải nói các bạn đều là những cái người mà trong cuộc sống ấy, các bạn đều là những người rất dễ thành công. Các bạn đều là những cái người tốt bụng, các bạn đều là những cái người chăm chỉ, các bạn đều là những cái người, các bạn làm cái gì nhé, các bạn làm cái gì, đặc biệt là các bạn rất có những cái kỷ luật ở trong đó. Làm cái gì các bạn cũng thấu đáo, các bạn làm một cách thấu đáo, làm một cách nghiêm túc, làm một cách có kỷ luật, làm đến nơi đến chốn. Các bạn thường là những người rất thành công trong công việc. Các bạn thường là những người rất nhiệt tâm. Các bạn làm, nói chung là các bạn là những người, các bạn làm cái gì, các bạn
các bạn có tâm, các bạn làm cái gì các bạn rất là có tâm, các bạn thích giúp đỡ người khác, các bạn là những người phải nói là rất tốt bụng. Ừ, thường các bạn là những người tốt bụng, các bạn là những người mà nhiệt tâm, các bạn là những người hay quan tâm đến người khác. Trong cái cuộc sống các bạn ấy thì các bạn cũng hay gặp may mắn lắm, các bạn hay gặp quý nhân lắm. Thường thường là các bạn làm cái gì dễ thành công. Ừ. Nhưng mà đôi khi là hơi cũng đôi khi là các bạn cũng kiểu như là cũng có một cái phần gì đó nó là hơi nguyên tắc, hơi cứng nhắc. Nghĩa là các bạn làm cái gì mà các bạn cảm thấy nó là thế này thế kia rồi là các bạn cứ nguyên tắc, các bạn cứ vững, kiểu các bạn cứ cứ làm ấy, cho dù là có khó khăn thì các bạn cũng làm bằng được ấy. Nghĩa là như người khác, ví dụ người ta bỏ cuộc rồi, khó khăn là thế này thế kia, có người khuyên ngăn là thôi đừng làm cái này cái kia nữa, nó khó lắm thế này thế kia thì đừng làm, làm cái khác nó dễ hơn, nó thuận lợi hơn. Nhưng không, các bạn đã làm ấy, các bạn làm theo cái nguyên tắc mà bạn duy trì, bạn kiên trì theo cái công việc, cái định hướng của bạn ấy, bạn làm ấy. Thế nên bạn hơi kiểu như là có một cái gì nó là nguyên tắc, hơi cứng nhắc, người ta gọi là cứng nhắc. Nhưng mà dù gì thì bạn cũng là cái người ấy, tốt bụng, bạn cũng là cái người dễ gần, bạn là những cái người mà biết quan tâm đến người khác. Nói chung những cái bạn nữ mà có cái kiểu môi nó đều nhau ấy, cái cuộc sống của bạn ấy nó ok, các bạn gặp nhiều cái may mắn, các bạn cũng là cái người thuận lợi trong kể cả là tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc gia đình hay là công việc sự nghiệp, các bạn đều là những người mà thuận lợi trong cuộc sống, các bạn là những người may mắn. Bây giờ thì mình sẽ đi đến cái môi, cái tướng môi của bạn nữ ấy, mà như đầu video ấy, thì mình nói ấy, nghĩa là ở bạn nữ ở cái môi đây này, cái phần mà môi môi trên của các bạn nhá, ở giữa môi trên các bạn nó có cái hạt như kiểu là cái hạt đậu ấy, nó nhỏ nhỏ ấy, hay là những cái hạt gạo ấy nó nhỏ nhỏ, nó nằm ở ngay đây, các bạn nhìn môi mình cũng có đây này. Nói chung mình nói thế này nhá, đây nó nằm ngay giữa môi nhá, giữa môi mà nó có cái hạt, nó có cái hạt nhỏ nhỏ như hạt đỗ ấy. Thì mình nói kể cả là nam hay là nữ, cái tướng môi các bạn nào ấy mà các bạn có cái hạt như hạt đỗ ấy, như hạt đậu, hạt đỗ nhỏ nhỏ ấy, nó nằm ngay giữa môi trên ấy, xin chúc mừng các bạn. Kể cả là nam hay là nữ, tất cả những cái người mà có cái kiểu, có cái tướng môi kiểu như thế này, mà mình nói nhá, không nhiều đâu nhá, không phải ai cũng có đâu, cái này là cái trường hợp này là hiếm đấy, không nhiều đâu. Thì mình nói là thế này, tất cả kể cả nam hay nữ, nếu như bạn nào mà có cái hạt đỗ đó nhỏ nhỏ ở cái phần môi trên, nó nằm ngay giữa cái môi trên, các bạn đều là những người có cái số rất may mắn, các bạn đều là những người có cái số phú quý. Các bạn cứ yên tâm là cái cuộc sống các bạn, bạn gặp nhiều may mắn thuận lợi. Những cái bạn này nhá, thường thường là các bạn đều có những cái vẻ bề ngoài nó rất là quyến rũ, nhìn nó gợi cảm. Các bạn thường có cái vẻ bề ngoài khá là đẹp, khá là hấp dẫn, khá là thu hút. Các bạn thường là như thế. Các bạn cứ để ý đi. Thường là các bạn có cái vẻ bề ngoài nó đẹp đẽ, nó hấp dẫn, nó thu hút. Và hơn nữa là ở các bạn ấy, các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn làm cái gì nó hay gặp thuận lợi, các bạn hay gặp nhiều cái may mắn, các bạn gặp nhiều may mắn lắm. Và các bạn kiểu gì thì kiểu nhá, các bạn cứ để ý là như thế này này, trong cái cuộc sống ấy, đôi khi có những cái lúc ấy các bạn rơi vào những cái hoàn cảnh, những cái tình cảnh mà nó khó khăn thế này thế kia ấy, nhưng mà lập tức các bạn có quý nhân đến liền ấy, các bạn có quý nhân trợ giúp liền ấy. Cái lúc nào mà cảm tưởng nó bế tắc một cái vấn đề gì đó, các bạn đều gặp quý nhân. Mình không nói về vấn đề tiền bạc mà còn nhiều những cái vấn đề khác, chẳng hạn như cái gì bạn đang khúc mắc ở trong đầu, bạn không hiểu được thế này thế kia ấy, lập tức bạn gặp được cái người quý nhân, người ta sẽ giúp đỡ bạn, người ta thông cho bạn cái tư tưởng. Tiền bạc cũng vậy, cứ khó cứ hết lại có, như kiểu là nó cứ có cái gì nó kịp thời, nó đúng lúc, nó may mắn, nó kịp thời, nó đúng lúc ấy. Và nhân mình nói những cái người, những cái bạn mà có cái hạt đỗ, hạt gạo, hạt đỗ hay là hạt đậu ở cái phần môi trên ấy nhá, nó có cái hạt nhỏ nó nổi cục lên một tí ấy. Các bạn thường là những cái người ấy, luôn sung túc đầy đủ, cái cuộc sống các bạn không thiếu cái gì, cái số bạn nó sướng,
số bạn sướng. Những cái bạn này ấy, bạn nói chung bạn thông minh, bạn hiểu biết, bạn làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng dễ thuận lợi. Ừ, nói chung may mắn hơn người. Số bạn là may mắn hơn người nhé. Bạn nào có xin chúc mừng các bạn. Một cái kiểu môi nữa này, một cái tướng môi nữa này, mình nói với các bạn nhé, cái bạn nữ nào nhé mà có cái môi của bạn là môi trái tim ý, xin chúc mừng các bạn. Thì các bạn biết rồi là từ xưa tới giờ ấy, từ xưa tới giờ thì cái tướng mà môi trái tim mà phụ nữ ấy, thì luôn được đánh giá rất là cao. Luôn được đánh giá rất là cao. Người ta vẫn tả cái nét đẹp, cái nét cao sang của người phụ nữ là như thế nào? Mắt bồ câu, mũi dọc dừa và miệng trái tim, môi trái tim. Đấy là những cái nét đẹp. Đúng không ạ? Mặt trái xoan, mắt bồ câu, lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Đấy, người ta hay tả những cái người phụ nữ vừa đẹp vừa sang thì trong đó là cái môi trái tim ấy, thì luôn luôn là có. Nói tóm lại, cái bạn nữ nào ấy mà có môi trái tim ấy, các bạn đều là những cái người, không những các bạn là những cái người có cái vẻ đẹp bên ngoài mà các bạn ở trong các bạn đều là những cái người rất sắc sảo thông minh, các bạn đều là những cái người có tài. Cái vẻ đẹp của cái môi trái tim thì bên ngoài thì người ta nhìn thấy bất kể kể là đàn ông hay là phụ nữ mà nhìn cũng đều thấy nó đẹp. Cái miệng trái tim thì đều là đẹp phụ nữ, ừ mình đang nói phụ nữ, còn đàn ông thì cũng đẹp, nhưng mà để mà về cái tướng ý, cái tướng môi trái tim ý, thì dành cho phụ nữ đẹp thì nó thích hợp nhất. Các bạn hãy nhớ, nó sẽ thích hợp nhất. Và những cái người phụ nữ mà có cái môi trái tim, họ thường là những người rất khéo léo trong mọi việc, kể là công việc hay là trong tất cả những cái cư xử, đối nhân xử thế, họ cũng là cái người rất khéo léo. Những cái người này thì tính tình của họ cũng là những cái người mạnh mẽ nhưng thân thiện, họ cũng là những cái người tự lập, họ cũng là những cái người mà dám làm, họ là những người rất độc lập, họ là những người rất tự tin và độc lập. Các bạn hãy nhớ đấy. Nhưng ý, ở ở những cái người mà môi trái tim là như thế này này, cái là họ có những cái điểm mặt cứng rắn mạnh mẽ độc lập, nhưng mà họ cũng rất là ngọt ngào, rất là kiểu như là gần gũi, rất thân thiện. Nghĩa là dường như cái người này thì họ thừa là những người có cái trí tuệ, có cái sự thông minh hơn người. Các bạn cứ để ý đi. Thế nên các bạn cứ nhớ là thế này, là những cái người phụ nữ mà người ta thành công, người ta giàu có ấy, người ta thành công, người ta giàu sang ấy nha, người ta là những cái người mà hạnh phúc ấy, thì thường thường cái miệng, cái môi của họ ấy là cái môi trái tim. Các bạn anh nhớ ấy, các bạn cứ để ý. Mà mình nói môi trái tim là phải môi là môi tự nhiên nha, môi tự nhiên đấy. Ừ, các bạn nhớ là tất cả những cái hình tướng mà các bạn sửa bên ngoài ấy, nó chỉ là đóng một cái vai trò nó nhỏ nhỏ thôi. Còn cái tự nhiên bao giờ nó tốt, bởi vì cái tự nhiên nó sẽ đi theo với cái tính cách, nó đi đi theo với cái não bộ, đi đi theo với cả những cái sợi, cái dây thần kinh ở trong não ấy, cái thông kinh mạch lạc ở trong não đi theo với cả cái nội tạng ở cơ thể nó khỏe mạnh như thế nào ấy, thì nó mới ra được cái nét tướng như vậy. Các bạn hãy nhớ đấy, chứ còn các bạn mà sửa ấy, nhiều khi cái hiệu quả nó không cao đâu, nó không lớn đâu. Tóm lại là như thế này, những cái bạn nữ, bạn nào mà có cái môi trái tim, các bạn đều là những cái người rất thu hút, các bạn đều là những cái người,
các bạn đều là những cái người thân thiện, các bạn đều là những người khéo léo thông minh, các bạn đều là những người có cái suy luận sắc bén, các bạn đều là những người rất dễ thành công trong công việc, trong tất cả các lĩnh vực. Các bạn đều là những người may mắn, các bạn đều là những người rất dễ thành công. Hơn nữa trong kể cả là trong cái hôn nhân hạnh phúc gia đình, các bạn thường là những cái người phụ nữ rất là ngọt ngào, rất là âu yếm bên chồng. Các bạn là những người khéo léo cư xử. Nói tóm lại là những cái bạn này, bạn là những cái người mà dễ thành công trong cuộc sống. Các bạn vừa độc lập vừa tự tin, các bạn đều là những người dễ thành công trong cuộc sống, trong mọi mặt. Đấy, thế nên những cái bạn nữ nào mà có cái môi trái tim, xin chúc mừng các bạn. Một cái tướng môi nữa này, một cái tướng môi nữa là cái bạn nữ nào nhá, mà cái môi bạn mỏng, mà cái khuôn miệng của bạn nhỏ ấy, nhưng mà đều nhau. Cái khuôn miệng nhỏ mà môi mỏng. Thì mình nói là thế này là những cái bạn nữ mà có cái miệng nhỏ mà môi mỏng ấy, các bạn đều là những người hay gặp may mắn lắm. Các bạn là những người nhá, các bạn là những người tay hòm chìa khóa đấy. Nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn là những cái người rất biết quản lý tài chính. Những cái bạn này thì bạn có nhiều may mắn lắm. Những cái bạn này thường nhá, thường là những cái bạn này bạn sẽ kiếm được một cái người chồng rất là giỏi. Bạn sẽ có được cái người chồng rất giỏi. Và bạn kiểu như là bạn được cái người chồng của bạn rất là yêu quý. Bạn là những người thông minh, bạn biết quản lý tài chính, bạn biết giao tiếp, bạn biết xã giao. Nghĩa là bạn biết ngoại giao ấy, bạn biết cách nói chuyện ấy. Rất giỏi quản lý tài chính. Chi tiêu như thế nào là, nói chung là những cái bạn này kể cả là như thế nào, kể cả là bạn có một núi tiền nhưng bạn, cái người chồng của bạn mà giao cho bạn quản lý tiền ấy, họ sẽ yên tâm. Rất biết chi tiêu thu chi như thế nào. Các bạn cũng là cái người mà cư xử khéo léo vô cùng. Các bạn là những cái người mà kiểu như là người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta gọi là cái ứng biến của các bạn ấy nó nhanh hơn người. Cái ứng biến, cái tài ứng biến ấy, đối nhân xử thế đại loại là như vậy. Nói chung như các bạn nữ mà môi mỏng, môi nhỏ mà mỏng nhá, cái tướng miệng nhỏ môi mỏng, các bạn đều là những người rất may mắn. Một cái tướng môi nữa này, một cái tướng môi nữa. Bạn nữ nào nhá, mà có cái môi nhá, mà thế này này, cái rãnh môi trên của các bạn ấy nó tạo thành cái chữ V. Cái khe môi trên của các bạn ấy nó tạo thành cái chữ V. Nghĩa là cái nhân trung, nó khiến cho cái nhân trung các bạn nó trở thành nó sâu ấy. Đây, nó tạo thành cái chữ V ở cái rãnh môi trên của bạn, các bạn để ý. Thì thế này, những cái người phụ nữ mà có cái rãnh môi trên nó hình chữ V ấy, các bạn đều là những cái người, phải nói các bạn đều là những cái người rất mạnh mẽ, các bạn là những cái người quyết đoán. Những cái bạn này thì khá là nhiều tài năng, các bạn thừa là những cái người mà có năng khiếu về nghệ thuật. Các bạn là những cái người mà về làm về nghệ thuật, các bạn có năng khiếu, thường có năng khiếu về nghệ thuật. Các bạn là những người mạnh mẽ, tuy là phụ nữ nhưng các bạn là những người mạnh mẽ, các bạn yêu thích về nghệ thuật. Cái tính của các bạn ấy nó cũng quyết liệt lắm. Là phụ nữ nhưng mà cái tính của các bạn quyết liệt. Các bạn thường là những cái người nhá, nói về cái đầu óc của các bạn ấy, các bạn là những người thông minh, cái trí nhớ của bạn ấy nó rất tốt. Các bạn cứ để ý đi. Nhiều khi mà các bạn học cái gì nó rất là nhanh, các bạn có cái trí nhớ tốt.
mà kể cả là trong các bạn gặp ai hay là trong giao tiếp các bạn gặp người này người kia, gặp những cái người lạ mà khi mà cái người nào mà có ấn tượng với bạn mà hỏi tên các bạn, kể cả là bao nhiêu lâu gặp lại, bao nhiêu năm sau mà lâu gặp lại các bạn vẫn nhớ được, nghĩa là cái trí nhớ bạn tốt lắm. Mà những cái người có trí nhớ tốt ý, thì là những cái người mà học cái gì rất là dễ thành công. Mình nói cái trí nhớ tốt ý, là cái điều mà rất nhiều người mơ ước đấy. Cái người thành công thì đòi hỏi người ta phải là cái người có trí nhớ tốt. Cái người mà có trí nhớ tốt là cái người mà đã là những cái người có cái phúc, có cái phước hơn người, đã là cái người có cái may mắn hơn người rồi. Đấy thì các bạn nữ, nếu như các bạn nữ mà có cái nhân trung ý, cái môi trên ấy nó tạo thành cái góc chữ V ấy, cái góc mà hình chữ V ấy. Ừ thì các bạn sẽ là những cái người mà đi theo con đường nghệ thuật các bạn rất dễ thành công. Tính cách, cái tính tình của các bạn thì nó nói chung là mình nói nhá, về cái tính của các bạn ấy thì nó mạnh mẽ, nó quyết liệt. Nhưng nếu như những cái bạn nữ ấy mà có cái tướng môi như vậy, như thế này, các bạn cần phải tiết chế, phải nhẹ nhàng, phải tiết chế lại cá tính của bạn thu lại. Thì nếu như bạn muốn là một cái người phụ nữ mà nó hoàn hảo hơn, nó sẽ có được cái hạnh phúc gia đình trong cái hôn nhân các bạn ấy sẽ là ok hơn ấy, thì các bạn cần phải tiết chế lại. Những cái bạn này mình nói, những cái bạn nữ mà có cái môi trên nó tạo thành chữ V ấy, trong cái sự nghiệp, trong công việc của bạn, bạn sẽ là dứt khoát, bạn sẽ là cái người thành công. Bạn đều là những cái người này, đều là những cái người thành công. Bạn đều là những người có cái năng khiếu về nghệ thuật, các bạn đều là những người rất biết cư xử. Bạn đi ra ngoài, bạn ứng xử, bạn cư xử, bạn giao tiếp, tất cả mọi thứ bạn đều được mọi người rất là quý mến, nể trọng. Tính tình thì nó thẳng thắn, nó mạnh mẽ, nó quyết liệt. Phải nói là đây là cái người phụ nữ mà người ta gọi là quân tử, khá là quân tử, đại loại là như vậy, đúng không nào? Thế nên ý, ok, như mình cũng đã nói, về với gia đình, về với chồng hay là về với người yêu hay là như thế nào ấy, bạn tiết chế lại một chút về cái cá tính của mình, bạn sẽ có được cái hạnh phúc nó đầy đủ, nó trọn vẹn. Nói tóm lại, cái môi của các bạn nó tạo thành cái góc nhân trung hình chữ V ấy. Đây là cái tướng môi đẹp, cái tướng môi rất quý. Một cái tướng môi nữa là bạn nữ nào mà có cái môi ấy, cái môi của bạn, cái miệng thì nhỏ mà cái môi thì nó lại mọng, cái môi nó căng mọng nhưng mà cái miệng lại nhỏ. Thì ở trên thì mình nói là những cái người mà cái kiểu như là có cái miệng nhỏ mà cái môi mỏng rồi, đúng không? Thì ở đây lại là cái miệng nhỏ nhưng mà cái môi lại căng mọng. Thì thế này, các bạn để ý này, những cái người, những cái bạn nữ mà có cái môi, có cái miệng nhỏ mà môi căng mọng ấy, các bạn thừa là những cái người mà khá là nghịch ngợm, khá là tinh nghịch. Đại loại là những cái bạn này thì bạn là nhí nhảnh, bạn là tinh nghịch. Bạn này thì bạn luôn luôn là kiểu như là cái tư duy, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của bạn ấy là những cái người mà kiểu như là làm cái gì hay là suy nghĩ cái gì luôn luôn phải khiến cho bản thân của mình ấy nó phải là tốt đẹp nhất. Nghĩa là các bạn rất chú ý quan tâm chăm sóc đến chính cái bản thân mình. Các bạn coi cái việc mà ở bản thân mình tốt thì mọi người mới là tốt, mới được tốt. Nghĩa là muốn gì thì gì, mình phải là cái người mà quan tâm đến bản thân mình nhiều nhất, chăm sóc cho mình tốt nhất thì mới có thể là khiến cho mọi người tốt được, cái kiểu là như thế. Nhưng chính vì cái suy nghĩ và cái hành động, cái suy nghĩ của các bạn như thế thì đôi khi các bạn lại khiến cho mọi người xung quanh ý, lại nhìn nhận, lại hiểu lầm bạn. Nghĩa là mọi người xung quanh sẽ hiểu bạn là một cái người mà như kiểu là bạn hơi ích kỷ, bạn hơi cá nhân. Nhưng mà trên thực tế thì bạn lại là cái người mà không hề như thế. Trên thực tế bạn lại là những cái người mà rất biết quan tâm người khác. Bạn lại là những cái người mà kiểu như là có cái lòng mà người ta gọi là cái lòng mà lòng trắc ẩn ý. Nghĩa là bạn nhìn cái người nào mà có một cái gì mà người ta khổ sở, người ta vất vả, người ta có một cái gì người ta yếu thế hay là như nào ấy, thì tự dưng bạn nảy sinh ra cái kiểu như là các bạn rất là thương cái kiểu như vậy. Các bạn dễ là kiểu như là bạn, người ta gọi là nảy sinh những cái lòng, các bạn có cái lòng trắc ẩn. Đại loại là các bạn cũng là cái người mà kiểu như là có cái lòng tốt.
Nhưng mà cái tính cách, bởi vì những cái tính cách ấy mà nó cứ tinh nghịch, nó nghịch ngợm ấy, nó thế này thế kia và nó nhí nhảnh thế này thế kia, thì đâm ra mọi người dễ hiểu lầm bạn là như vậy. Hơn nữa nhá, mình nói là thế này này, những cái người ấy, những cái người nữ mà có cái môi mà môi mọng, căng mọng mà cái miệng nhỏ ấy, các bạn là những cái người rất dễ gặp may mắn. Các bạn nhé, thường thường nhé, các bạn sẽ trong cái cuộc đời các bạn dễ gặp những cái may mắn nó lớn ý. Cái may mắn nó đến với các bạn, cái thành công nó đến với các bạn ý, nó chớp nhoáng mà nó rất lớn. Các bạn cứ để ý đi. Các bạn cứ để ý đi. Theo như nhân tướng học ý, thì người ta nghiên cứu là những cái người mà môi kiểu như này thường thường là họ là những cái người mà kiểu như là giàu có chỉ sau một đêm ý. Sau một đêm các bạn trở thành những cái người giàu có ý. Kiểu là như vậy. Cái may mắn nó đến rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên thì là như thế này, trong nhân tướng học ấy thì người ta cũng khuyên là những cái người nữ ấy, mà có cái miệng nhỏ mà môi mọng ấy, mà muốn để mà giữ giữ được cái tài lộc, giữ được cái may mắn, giữ được cái thành công ấy, giữ được cái thành quả ấy, thì các bạn cần phải duy trì, các bạn làm nhiều những cái điều tốt, làm nhiều những cái việc thiện, các bạn cần phải, nghĩa là quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Đấy, tôi tóm lại là những cái bạn nữ ấy, mà có cái miệng nhỏ mà cái môi mọng ấy, các bạn cần phải làm nhiều cái điều tốt hơn, làm nhiều cái việc tốt hơn, các bạn cho đi nhiều hơn, làm nhiều cái điều mà việc thiện hơn, làm từ thiện nhiều hơn. Các bạn muốn duy trì, các bạn muốn giữ cái lộc, cái may mắn của mình ấy, các bạn nên nha. Chứ thì các bạn mới giữ được, chứ còn không, nếu như mà các bạn mà lơi là trong những cái việc mà làm những cái việc tốt ấy, cho dù là các bạn có nhiều tiền, nhiều tài sản như thế nào, các bạn cũng không khó mà giữ được đấy. Và tiện đây mình cũng nói luôn là thế này này, mình nói luôn với tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả là như thế này này, muốn gì thì gì, nhiều khi cái mà chúng ta mà không nhìn thấy bằng mắt ấy, thì chúng ta phải nhìn bằng cái người ta gọi là cái trí tuệ, nhìn bằng cái thông minh, nhìn bằng cái thực tế mà chúng ta nhìn người này người kia, người này người nọ, thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là như thế này. Các bạn càng là những cái người cho đi nhiều, các bạn càng là những cái người làm được nhiều điều tốt ấy, các bạn càng là những người rất dễ thành công. Các bạn cứ để ý, những cái người rộng lượng, những cái người bao dung, những cái người hay cho đi ấy, các bạn nhìn thấy mặt của họ rất sáng. Nhìn cái đầu tiên là các bạn nhìn thấy ở họ là những cái người mà có sức khỏe. Sau đó ấy, các bạn hãy để ý, họ đều là những người rất dễ thành công, rất nhiều tài lộc may mắn. Đấy là cái nhân quả đấy. Và cái mình nói ở đây, cái cho đi là cái vô tư, không phải là cho đi mà tính toán, cho đi là phải là cho đi vô tư. Thì các bạn thấy ở họ ấy, cái hình dáng bên ngoài, cái vẻ bên ngoài, họ đều là những người đã là khỏe mạnh rồi. Cái sự nghiệp, cái công việc của họ gặp nhiều cái thuận lợi, cái may mắn lắm. Các bạn cứ để ý đi. Chứ còn những cái người mà cho đi theo cái kiểu tính toán, cho đi mà kiểu như đòi hỏi là cho là phải nhận lại, hay là cho một tí là cứ khoe mẽ thế này thế kia ấy. Nghĩa là cho đi theo cái kiểu mà không thật tâm ấy, thì lại thường thường lại phản tác dụng, lại không có một cái may mắn gì cả. Các bạn nhớ. Còn nếu như bạn nào mà cho đi theo cái kiểu là cho để mà tính toán, để mà cho, để mà quảng cáo, để mà PR cho bản thân mình ý, tốt nhất là các bạn đừng nên, đừng đừng cho. Bạn cho là bạn mất, mà bạn PR chưa chắc đã được cái gì đâu. Nếu các bạn làm mà không bằng cái thành tâm, không bằng cái thành tâm của mình ý, cái đồng tiền các bạn cho đi, thà các bạn đi buôn còn hơn. Mà hơn nữa là như thế này, nếu như bạn nào ấy, mình nói cái cho đi ở đây, bạn nào có tiền thì bạn làm từ thiện bằng cách cho đi về tiền, mà bạn không có tiền thì bạn cho đi bằng cái khả năng của mình, bằng cái sức lực, bằng cái sức khỏe, bằng cái gì cũng được, bằng cái lời nói, bằng cái gì mà nó tốt, nó mang giá trị cho người khác cũng là cho đi, không nhất thiết phải là tiền. Các bạn cứ làm những cái điều đó ấy, thì tự dưng ấy, các bạn sẽ thấy cái may mắn ấy, cái nhân quả, cái tốt đẹp nó sẽ đến với các bạn. Các bạn cứ nghiệm đi, các bạn nhìn những cái người xung quanh các bạn là các bạn biết. Không cần phải là nhìn đi đâu, các bạn cứ nhìn những cái người xung quanh là các bạn biết. Còn những cái người nào mà cứ bo bo, cứ ích kỷ, cứ hẹp hòi, những cái người đó, những người không cho đi bao giờ ấy, các bạn để ý, cái cuộc đời người ta cực khó khăn. Cái cuộc đời người ta từ trẻ cho tới già, người ta đều là những cái người rất khó khăn, rất lận đận.
cái người mà ích kỷ, cái người không cho ai cái gì, bao giờ không cho đi, cái người mà luôn luôn là chỉ muốn là làm cái gì, chỉ muốn lợi cho bản thân ấy. Các bạn thấy những cái người đó rất khó khăn, khốn khó. Các bạn cứ để ý đi, đấy là cái nghiệp nghèo. Cái người bo bo, cái người ích kỷ là cái người nghiệp, nghiệp của người ta nó nghèo lắm. Nhất là những cái người tham, những người mà tham từ những cái nhỏ nhất, từ cái bé tí, không phải của mình mà cũng tham. Không chịu lao động, lười lao động, cứ rình rình hở hở ra là tham lao, rồi là nói chung ý, tóm lại, các bạn làm được nhiều cái gì, các bạn cứ làm được cái gì mà nó lợi người, làm nhiều cái điều tốt ý, các bạn làm, các bạn nên làm nhé. Một cái tướng môi nữa này, một cái tướng môi nữa này, nghĩa là bạn nữ nào nhé, mà có cái môi nó vừa lớn, nó vừa căng mọng, nghĩa là cái miệng của bạn lớn ý, mà cái môi của bạn nó căng mọng ý. Thì thế này, những cái bạn nữ mà có cái kiểu như là cái tướng môi như thế này, các bạn đều là những cái người mà kiểu như là các bạn là những cái người mẹ tốt, các bạn là những người, các bạn là những người mà chăm sóc con cái của mình rất tốt, rất tận tình, các bạn là những người rất biết hy sinh, các bạn là những cái người mẹ rất là tốt, và các bạn kể cả là trong cuộc sống các bạn cũng là những người tốt, các bạn là những cái người luôn luôn nhá, các bạn nghĩa là các bạn tiếp xúc với mọi người, các bạn luôn luôn là các bạn đặt cái lợi ích của người khác lên ý, lên trên ý, các bạn quên cái lợi ích của bản thân, tức là các bạn luôn muốn cái người xung quanh của các bạn tốt, các bạn luôn hy sinh ý, các bạn là những người thật thà, các bạn là những người nhiều cái lòng giàu cái lòng vị tha, các bạn là những người mà nói chung các bạn tử tế, các bạn sống tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì là như thế này, tuy nhiên những cái bạn mà có cái miệng lớn mà môi mọng ý, thì các bạn hãy nhớ là như thế này này, bởi vì các bạn là những người quá thật thà, quá tốt, quá tử tế ý, thì đôi khi các bạn hay dễ bị gặp những cái người mà kiểu như là người ta lừa các bạn ý, các bạn dễ bị, các bạn tin người, các bạn thật thà, các bạn tốt quá thì các bạn dễ bị lừa đấy. Thế nên ý, các bạn hãy nhớ là như này, tất cả những cái gì mà nó liên quan đến tiền nong, kinh tế hay là hợp đồng hay là ký kết hay bất kể một cái gì, bạn đừng bao giờ vội vàng, đừng bao giờ vội vàng đồng ý hay là ký kết hay là một cái gì. Tất cả những cái gì bạn ok, bạn tốt là bạn tốt, nhưng động đến tiền nong, động đến kinh tế, bạn phải từ từ, bạn suy nghĩ. Một là bạn hỏi người này người nọ, hỏi người thân, hỏi ý kiến, bạn phải suy nghĩ nhá, bạn phải suy nghĩ, kẻo bị lừa, bị lợi dụng. Các bạn hãy nhớ đấy, các bạn hãy nhớ cái điều đó là được. Một cái kiểu môi nữa này, một cái kiểu môi nữa là cái môi của bạn ấy, cái đường viền ở môi trên của bạn nó tạo thành cái đường cong, thì ở cái đoạn trên thì mình nói là tạo thành một cái đường mà thành cái đường chữ V, là cái đường góc nhọn, nhưng mà ở đây lại tạo thành cái đường cong đấy, các bạn để ý nhá. Các bạn để ý, nếu như bạn nữ nào mà có cái môi, cái đường viền môi trên của bạn ấy mà nó tạo thành cái đường cong, thì các bạn là những người, phải nói các bạn là những người rất tốt bụng, các bạn thường là những người rất từ bi, các bạn là những người nhạy cảm, và các bạn thường là những người, các bạn cứ yên tâm là trong cuộc sống các bạn gặp nhiều may mắn lắm, trong công việc hay là trong bất cứ cái gì bạn đều là những người dễ thành công, dễ thuận lợi. Trong hôn nhân cũng thế, trong hôn nhân bạn cũng là cái người mà có cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc. Các bạn là những người hay quan tâm, hay yêu thương, hay giúp đỡ người khác. Nói chung cái cuộc đời các bạn cũng gặp khá là nhiều may mắn. Các bạn là người, nói chung các bạn là những người tử tế, các bạn là những người tốt. Các bạn là những người, nếu như mà các bạn ở ngoài đời, các bạn gặp những cái người nào, gặp những cái hoàn cảnh nhá, mà nó khó khăn, nó vất vả như thế nào, các bạn thường là những người ra tay các bạn giúp đỡ. Các bạn không nề hà cái gì, cái tâm của các bạn rất là tốt. Nói chung các bạn đều là những người rất may mắn trong cuộc sống.
Thôi thì thế này, cái video của mình ý, hôm nay mình chia sẻ đến đây là mình cảm thấy nó cũng dài dài rồi. Thực ra thì cái tướng môi ý, hôm nay mình cũng chia sẻ là những cái tướng môi mà nó cơ bản thôi, nó còn rất là nhiều để mà nói, nó còn rất là nhiều nhưng nó cũng là cơ bản. Thì cũng mong rằng là bạn nào ấy có những cái tướng môi như thế nào ấy thì bạn cũng hiểu được, bạn cũng hiểu được cái tính cách của mình, hiểu được những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của mình. Nếu như bạn nào mà cái môi các bạn nó đẹp, nó tốt, có nhiều cái tốt ấy, các bạn phát huy, các bạn cứ yên tâm trong cuộc sống, các bạn sẽ thuận lợi, các bạn phát huy. Còn nếu như bạn nào mà có cái môi mà có những cái nhược điểm gì ấy, bạn chỉnh sửa lại bản thân, các bạn chỉnh sửa lại bản thân cho nó tốt hơn, được chưa nào? Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.